Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish. Và hôm nay có một người đặc biệt cũng tham gia chương trình này nha. Xin chào mọi người, mình tên là My. Em là bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. 21 tuổi. Anh cũng 21 tuổi. Biết không? Không. À, em là người này. Em là sinh viên. Sinh viên. Là trẻ mùng. Logistics là ngoài tương xem à, trường đại học ở đâu tài chính marketing hôm nay chúng tôi đến quán này là cái gì quán khóa lão Dì Kim là tên của ai? Tên của chủ quán. Đó. Tại sao biết? Tại vì gì? Gì? Em muốn ăn. Em khoa lão bệnh. Khoa lão bệnh. Khoa lão là cái gì? Khoa lão là lòng. Lòng. Của con bò. Con bò. Ok, giờ em là khoa lão bệnh miền Nam. Mẹ là phải mẹ giống như là chanh vậy đó nhưng mà nó rất là chua à. Chà phá láo mì khô. Ok sao có nó bánh lầy nha cái gì các em gọi là phá láo bánh mì nè thay đổi ăn phá láo bánh mì tới nước mắm. Đây là nước mắm. Ừ. Mình sẽ chấm với nước này. Ok. Cái này là vì một sư nhì cô mi không phải có mi sô em tức là cái này là có nước dừa béo Được. Nhưng không thể cắt được. Nhưng không thể nhai.
Có thể nhai được nhưng rất là khó cắn. Khó cắn. Được nhưng khó cắn. Hiểu không? Hiểu. Là điều em là hiểu được. Nếu mà mọi người không hiểu được cứ tìm em. Cái này là. Cái này là. Là. Là cái gì? Cái gì? Cái gì chú? Gan. Gan. Gan bò. Gan là biết gan. Gan. A. N. Gan. 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 Nè. Đó. Được không? Lê bà. À. No. Tại sao em tham gia chương trình này? Tại vì em rất cảm thấy rất thú vị với hai anh. Em thích món này hay hoặc là hai ăn? Cả hai. Cả hai. Cả hai hả? Cả ba chứ. Ôi. Lúc trước thì em cũng đã từng gặp hai anh ở công viên rồi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, bất ngờ gặp nhau nè. Là quê em là ở đâu? Quê em ở Tiền Giang. Ở đâu? Tiền Giang. Tiền Giang. Tiền Giang. Tiền Giang. Tiền Giang. Miền Tây á. Miền Tây. Là đặc sản là cái gì? Hủ tiếu. Hủ tiếu. À, hủ tiếu này. Hủ tiếu hả? Sa đéc à? Gan sa đéc à? Không, em không biết sa đéc. Ôi. Cà dừa không? Em muốn ăn thịt. Được không? Được. Chưa, chưa, chưa. Chưa nó. Chưa nó hả? Bệt. Gọi. Gọi cái gì? Gọi cho em món này nha. Súp tập cảm. Súp tập cảm? Bóc sờ vơ. Bóc sờ vơ. Đau, đau không? Não. 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 Ê? 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 Hả? Ăn đi. Màu xanh, màu tím mà.
マジで何？これダメ。今後多いな。エンディング本。Video này thì hãy share và subscribe nhé. Bye bye.